Rồi còn cái màu vàng bên ngoài này thì không giá vậy luôn. Ở phía bên sạp bên trong hoa tươi kiếm hoa Phú Thọ các anh chị. Thì mình có hoa hồng này. Cái này một bó bao nhiêu đây chị? 180. À dạ, 180 tất cả luôn đúng không ạ? À, hoa hướng dương nữa. Phía bên này thì anh đang trang trí cho cái bình hoa đủ tầm xuân. Chị làm những cái giỏ hoa lan này. Một cái thuyền hoa lan đó thì bạn tầm bao nhiêu tiền anh? Cái này anh? Dạ. 280. Mấy triệu anh? Một cái cây này thì bao nhiêu tiền anh? 280. Là một cái thuyền đó là nhánh đó, một nhánh là 280 đó. Dạ, đúng rồi, một cái nhánh này là hành là ghim bao nhiêu cây tính bao nhiêu cây? 1 2 3 4 5 6 7. Ghim bao nhiêu? Này phải 8 cây. Ghim phải là 8 cây chú hả? Chị theo. Dạ. Người ta thích lấy cây ghi như là mấy cây. Rồi còn cái màu vàng bên ngoài này thì không giá vậy thôi, 280 thôi. Tùy cho mình làm cái giỏ lớn nhỏ giá nó khác nhau. Cái này chơi thoải mái qua Tết thôi. Đúng rồi. Đây nó thường nó hơn một tháng. Dạ. Này là hoa Đà Lạt hết mà phải không anh? Chậu này là 6 cây. Chậu này là 6 cây các anh chị. 280 ngàn một cây. 2, 4, 6 cây. Cái đó là cho nó giữ mấy cái cảnh đó với nó trang trí hả chú? Cái này là trang trí thôi chứ không giữ cái gì hơn. À. Thường là một cái chậu hoàn chỉnh như thế này thì bán giá bao nhiêu chứ? Cái này không biết nữa, cái này đại ép bao nhiêu nên không biết. Tại vì cái này nó nhiều rồi á. À dạ. Nên là khách đặt đấy đúng không ạ? Rồi xong như thế này là mình bắt đầu mình trang trí nơ bông lên.
280.000 một cành là liêng rồi, còn cái chậu là tính công liêng nữa. Không có tính chung rồi đó, cứ nhân lên 280, nhân lên bao nhiêu cành thôi. À vậy hả chị? À là cái chung cái chậu luôn rồi đó. Vậy thì tính ra cũng được. Dạ. 280.000 bao gồm cả chậu.